Hi, welcome back to my channel, Starsky Lego, okay? Thank you.
Let's go.
Xem chàng này đi khá là nhanh, có thể các bạn sẽ không vượt qua được vì vào đúng con đường toàn quay thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Ok, vào được cái tiếp theo. Thank you.
Vào mấy cái này đâm ra không về được đích luôn. Wow, ok. Vậy thì mình sẽ vào từ game tiếp theo. Let's go.
Dừng ở đây thì khi đó thì các bạn lại tiếp tục di chuyển tiếp mới được. Mình sẽ lại còn lỡ xe nữa thôi. Không hiểu sao hôm nay lại đi quan tắt ở chỗ đỉnh đó luôn. Ride 'em cowboy. Wow. Oh my god. Có vẻ như chỗ này nó đang bị khó xử rồi. Ok. Và từ kênh tiếp theo, let's go. Thank you.
Take a deep draw. Let go. Đơ luôn các bạn ạ. Wow. Ok. Chào Victor. Let go. Ở đây thì các bạn sẽ phải cầm tay. Hoặc biết thì. Rest. Xe.
Oh my god. Này mình tránh lại như kiểu xe máy luôn, nó sát quá. Các bạn phải tính toán làm sao nó tránh ô tô cho nó dễ dàng. Mình đi xe máy kia quen rồi. Còn đây thì mình sẽ tránh rộng ra hơn một chút. Đó. Cái này thì tỷ lệ tránh nó hơi khó hơn và tỷ lệ tránh được xe máy, bởi vì cái này điều khiển khó hơn. Oh my god. Wow, sao mình kia thì không sai. Oh my god. Không sai, vẫn về đích. Và vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Okay. Và tựa game tiếp theo, CR Classic. Cầm mình luôn. Oh my god. Không nghĩ rằng anh ta phóng nhanh đến mức độ ấy. Ok. Và từ gần tiếp theo. Let's go. Tiền thì các bạn có thể nâng cấp cho sợi dây khỏe thêm. Sợi xích này là nâng cấp cho sợi xích này. Ok.
và khi có tiền các bạn sẽ nâng cấp sợi xích đó lên level 4 và tiếp tục khỏe hơn nữa. Ok. Game này như nào đây? Không đang đi đường chéo rồi. Tiếp theo, Zero Racing 2. Trong tự game này, ok. Không biết lý do gì đây. Hay là tự game đó cần phải update thêm. Và tự game tiếp theo, Fast Night. Đây là một trong những tự game khá hot và hay trong những tháng vừa qua. Và là một trong những tự game thuộc top đua xe trong iPad cũng như Android. Tự game này thì cần cấu hình cao hơn một chút nha. Các bạn chơi tự game này nó sẽ mượt mà hơn và không bị giật hay lắc gì cả. Ở đây thì các bạn có thể chiến đấu và đua. Thành công.
Dubai lại được này. Oh my god. Chân nghỉ ở đây đó và đón khách. Đây là còn này là gì cả, gạt mưa này, dừng khẩn cấp này, như kiểu xe bị hỏng các bạn sẽ dừng. Ở đây là chiếc gương sau. Ok,